Có rất nhiều những câu hỏi của anh chị học viên có hỏi tôi về cái việc mà có nên là mua cái nhà gần bệnh viện hay không. Thì về cơ bản thì trong phong thủy thì người ta rất là kiêng cữ cái việc mà chọn nhà gần các cái bệnh viện. Bởi vì là khi mà cái nhà mà gần ở nơi bệnh viện á, thì bệnh viện thông thường người ta đến đó là do có cái bệnh tật, cho nên là cái không khí lúc nào cũng buồn, không 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 có vui vẻ bao giờ, bởi vì đã bệnh thì chẳng ai vui. Cho nên ra là toàn tổng thể của cái nơi đấy thì là cái âm khí nó nặng, chưa kể có những người mất, người chết ở trong bệnh viện nữa, rồi cắt cái chỗ nọ, gọt cái chỗ kia, châm cái chỗ nọ, chọc cái chỗ kia, suốt ngày tiếng khóc ỉ ôi, rồi những tiếng than thở trách phận, than thân trách phận, thì cái việc đó nó tạo ra những cái tiếng ai oán, nó tạo ra cái khí nó không tốt. Cho nên là những cái căn nhà mà nó gần bệnh viện thông thường người ta không có làm cái nơi cư trú mà làm cái nơi để ở. Còn nếu như mà chúng ta mà chọn lựa những nơi đấy thì chúng ta cần phải có những biện pháp để chúng ta lọc âm, rồi lọc khí, rồi biện pháp thuấn trạch, thì chúng ta cư ngụ thì nó mới đảm bảo được sự tốt lành. Còn không thì chỉ là những cái nơi mà mình chỉ kinh doanh buôn bán hoặc là chúng ta kinh doanh các cái dịch vụ thì có thể chấp nhận được, chứ còn về nơi ở thì gần bệnh viện thì không phải là một cái điều tốt.